Vâng, Quỳnh Xuân xin kính chào quý cha và toàn thể quý vị một lần nữa. Rất vui được trở lại với quý vị trong chương trình Tình Khúc Giáng Sinh ngày hôm nay để hát cho quý vị nghe trong dịp Giáng Sinh sắp tới. Và sau đây Quỳnh Xuân xin được giới thiệu từng thành viên trong nhóm nhỏ bé của chúng em. Em tên là Quỳnh Xuân. Mời chị. Đây là Tuyết Trinh. Xin kính chào quý cha và toàn thể quý vị. Em là Anh Ngọc, xin chào tất cả quý vị. Phúc Hưng xin kính chào toàn thể quý vị. Và Phương Trang xin được kính chào toàn thể quý vị. Vâng, cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Và cảm ơn quý anh chị đã bỏ thời gian tập dượt và thời gian đến đây để mình cùng ngồi với nhau hát cho tất cả quý vị nghe nhé. Xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Vâng, xin Quỳnh Xuân xin không làm mất thời giờ của quý vị. Quỳnh Xuân xin phép được bắt đầu vào chương trình. Kính thưa quý vị, để hòa chung niềm vui của giáo hội trong tâm tình của mùa vọng là mùa của sự khao khát, trông đợi, mùa của hy vọng và ơn cứu độ. Chúng em, nhóm bé nhỏ một lần nữa được trở lại trong chương trình livestream với những ca khúc bất hủ Maranatha, Mây ơi mưa xuống, Trời cao hỡi, tất cả kết hợp lại như một lời cảm tạ, tri ân ngợi khen, một biểu lộ tình yêu của con người để dâng lên Thiên Chúa trong mùa vọng Giáng sinh, đón chờ ngôi hai giáng thế. Vâng, kính thưa quý vị, chúng con cũng xin tri ân quý linh mục tác giả, quý tác giả cũng như những quý tác giả của những ca khúc Giáng sinh trong chương trình lần này. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Xuân Hân và anh Trần Lộc là những người mà mang đến những cái nốt nhạc trong chương trình cho chúng em có thêm cảm hứng trong ngày hôm nay để hát cho quý vị cùng nghe. Đặc biệt em xin cảm ơn tất cả quý anh trong ban kỹ thuật một lần nữa đã bỏ rất nhiều thời gian để giúp cho chúng em có một cái chương trình livestream ngày hôm nay một lần nữa. Vâng, chúng em nhóm bé nhỏ xin tri ân quý khán giả, đặc biệt quý thính giả xa gần đã ủng hộ, thưởng thức, đồng hành với chúng em trong suốt chương trình này. Chúng em vô cùng trân quý. Quỳnh Xuân một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình với những ca khúc đầy ý nghĩa đón nhận một Thiên Chúa hằng sống, Ngài luôn yêu thương và lo lắng cho con người từ thuở đời đời. Tuyết Trinh và anh Ngọc xin song ca nhạc phẩm Mây ơi mưa xuống của linh mục Nguyễn Duy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chúa đôi mắt hơi lệ mờ, Chúa
Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài ngàn năm chẳng phai. Niềm tin yêu trong lòng sám hối là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi. Thắp sáng lên bình minh trói người cho say mê, đưa con đi về đời khấn xin. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đừng cứu tình Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình, ngàn dân tôn kính đứng chi hoan nước xin đến cứu. Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài ngàn năm chẳng phai. Lạy trời thương xót mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đừng cứu tình Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình, ngàn dân tôn kính đứng chi hoan nước xin đến cứu độ. Ôi môn trong Chúa đôi mắt hoen lệ mờ. Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài ngàn năm chẳng phai. Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài ngàn năm chẳng phai. Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài ngàn năm chẳng phai. Em tiếp theo là em hát bài gì vậy Ngọc? Và để tiếp theo cái tâm tình mùa vọng đang rất là mọi người đang chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa, thì em xin gửi đến mọi tất cả quý vị một ca khúc của Linh Mục Thành Tâm, ca khúc rất là hay về mùa vọng được mang tên Trời Cao Hỡi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trời cao hỡi xin thương cho vì công chính mau sáng trần, tựa sương mặn tỏa lan trên toàn dân. Kìa ngàn mây hỡi xin Ngài hãy đến như mưa nhuần, và đất hỡi hãy mở ra cho xuân hiền đấng cứu tình. Tràn hãy đến xin Ngài hãy đến nay trần gian đêm ngày trong ngóng. Hãy đến hỡi vì công chính từ trời cao xin đến viếng thăm. Xin thương Ngài ơi hãy đến nay trần gian đêm ngày chờ mong. Trời cao hỡi xin thương cho vì công chính mau giáng trần, hầu cứu vớt
thế gian đang lầm than. Từ ngàn mây hỡi, xin Ngài đổ xuống ơn giao hòa mà giải phá những âm mưu gây oán thù xưa các dân. Hãy đến hỡi vì công chính như mưa nhuộn tuôn rơi ngập tràn. Hãy đến xin Ngài hãy đến nay trần gian đêm ngày trong ngóng. Hãy đến hỡi vì công chính từ trời cao xin đến thiên tham. Xin thương Ngài ơi hãy đến nay trần gian đêm ngày chờ mong. Trời cao hỡi, xin thương cho vị công chính máu giáng chân hầu tẩy xóa chúng con khỏi tội khiên. Vì là hồng ân, xin Ngài hãy đến như mưa nhuần và nên ly phải gian truân đang ngóng chờ Chúa đoái dưới ngập tràn. Hãy đến xin Ngài hãy đến nơi trần gian đêm ngày trông ngóng. Hãy đến hỡi vị công chính từ trời cao xin đến viếng thăm. Xin thương Ngài ơi hãy đến nơi trần gian đêm ngày chờ mong. Xin thương Ngài ơi hãy đến ngày trần gian đêm ngày chờ mong. Xin thương Ngài ơi hãy đến ngày trần gian đêm ngày chờ mong. Xin thương Ngài ơi hãy đến ngày trần gian đêm ngày chờ mong. Xin cảm ơn Ngọc rất là nhiều, hôm nay em hát bài này hay đạt. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Em cũng rất là nhiều cảm xúc. Còn mấy ngày nữa là Chúa Giáng sinh rồi, nên là em hát mất tất cả cái tâm tình của mình và mong chờ Chúa đến rồi để giải phá những âm mưu gây oán thù giữa các dân. Cái lời rất là hay, rất là xúc động và rất là nhiều cảm xúc. Chị cũng muốn vỗ tay lắm nhưng mà không biết có được phép vỗ tay không nhỉ? Vỗ tay. Vâng, Quỳnh Sương xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi ba ca khúc vừa rồi là để mà tiếp tục vào trong cái chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đặc biệt là Quỳnh Sương xin bật mí với quý vị là có một vị linh mục. Ngài chính là linh mục tuyên úy của Cộng đồng Công giáo Tổng giáo phận Sydney, cũng như linh mục đặc trách của Liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh, Tổng giáo phận Sydney. Ngài cũng là linh hướng của Liên ca đoàn, linh hướng của văn nghệ sĩ Công giáo Hoa Kỳ. Ngày hôm nay Quỳnh Xuân và quý anh chị em rất hân hạnh được Ngài có mặt ở đây để ủng hộ tinh thần cho chúng em, cũng như chia sẻ đôi lời và có lời chúc Giáng sinh đến toàn thể quý vị ngày hôm nay. Con xin kính mời linh mục Phô Văn Chi ạ. Phải chào tất cả quý vị khán thính giả và nhất là một tràng pháo tay để Merry Christmas và Happy New Year everyone. Đồng ý không? Yeah. Một tràng pháo tay chúng con. Đầu tiên là cha phải cảm ơn Quỳnh Xuân, Phúc Hưng, Phương Trang, Tuyết Trinh, Anh Ngọc, những ca sĩ của Australia chúng tôi hát những bài rất là hay qua Maranatha và hai bài tiếp theo. Thì đấy chính là những cái tâm tình của các ca sĩ tại Sydney gửi đến quý vị giữa cái mùa vọng và chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh, và nhất là giữa cái lạnh giá của cơn đại dịch
coronavirus. Và đây chỉ là những cái tiếng hát từ trái tim mong sưởi ấm những cái lạnh giá đấy giữa cái cơn đại dịch này. Và tôi tin chắc một điều, quý vị sẽ cảm nghiệm nhiều hơn trong cái cuộc sống của mình, nhất là giữa những thăng trầm, giữa những cái trăn trở của cái buổi đại dịch trên toàn thế giới này. Và nhất là tại Sydney, Australia, chúng tôi cũng đang gặp những cái khó khăn về đại dịch. Và một lần nữa thì như quý vị biết, đây là những cái ca sĩ rất là tuyệt vời mà thường thường tôi gặp rất nhiều, đặc biệt trong các studio hoặc là những cái buổi văn nghệ cộng đồng hoặc là văn nghệ của Cộng đồng Công giáo Việt Nam. Thì những khuôn mặt dễ thương này, Phúc Hưng, Phương Trang, Quỳnh Xuân, Tuyết Trinh và Anh Ngọc, đấy là những cái con chim rất là tuyệt vời trong tiếng hát để nâng cao lên. Và xin Chúa qua mẹ Maria chúc lành cho cái buổi văn nghệ hôm nay rất là tuyệt vời trong đêm Giáng sinh, trong những ngày Giáng sinh đón mừng Chúa Giáng sinh sắp tới. Một lần nữa cho cha cảm ơn chúng con. Xin cảm ơn cha rất là nhiều. Và chúc chúng con thành công, mang lại niềm vui cho tất cả quý vị trên toàn thế giới. Dạ, vâng, con cảm ơn cha. Cảm ơn chúng con. Xin cha cho con có một câu hỏi được không? Thật sự ra thì như cha cũng biết là cha cũng là linh mục linh hướng của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh. Mà anh chị em chúng con gần đây đó thì mới đây thôi có một anh ở trong cũng là ca viên trong Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh của chúng mình á, phải không anh chị? Dạ, vừa đột ngột qua đời đó, thưa cha cũng biết. Thì thật sự ra chúng con đã chuẩn bị tinh thần, cái chương trình này đã chuẩn bị rất là nhiều rồi. Nhưng mà đến khi nghe đột ngột nghe cái tin anh Thế Cường, được Chúa gọi về, thì chúng con á, thật sự tất cả anh chị em ai cũng nói: Quỳnh Xuân ơi, bây giờ làm sao đây em? Chính bản thân con cũng nói: chị ơi, bây giờ em ơi, bây giờ chị, em không biết làm sao, thôi bây giờ thôi chỉ biết phó thác hết cho Chúa thôi. Thì con cũng nhân dịp có mặt cha ở đây thì xin phép cha có thể nào chia sẻ đôi lời về những cái kỷ niệm của anh Thế Cường trong xuyên suốt một cái thời gian mà anh Thế Cường sinh hoạt với Liên Ca Đoàn, được không thưa cha? Được chứ con. Dạ. Cảm ơn Quỳnh Xuân. Thì kính thưa quý vị, tôi cũng vừa ở nhà Thế Cường, tôi cũng sau khi dâng lễ đến nhà Thế Cường gặp người vợ yêu quý là Ngân, tôi đã nâng đỡ rất nhiều. Thế Cường là một ca sĩ ở trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam và hát rất nhiều trong cộng đồng người Việt tự do nói chung và Cộng đồng Công giáo Việt Nam nói riêng, rất là say mê với tiếng hát và hát rất là hay. Tôi vẫn không thể nào quên được cái bài hát Có Chúa Bên Vực Tôi, mà nó hát rất là tuyệt, anh hát rất là tuyệt vời, làm tôi xúc động. Cũng như là các ca sĩ ở đây. Và ngày hôm nay cha cũng xin chúng con qua cái tình khúc Giáng sinh này cũng nhớ tới Thế Cường là người bạn của chúng ta. Và cha nghĩ là Thế Cường cũng đang mỉm cười với tất cả chúng ta ngày hôm nay. Và cha ước mơ tất cả chúng con mang cái tình khúc Giáng sinh ngày hôm nay đến cho mọi người và tạo thành cái dư âm, cái hồng ân, và nhất là sưởi ấm những cái băng giá của đời trằn trọc này. Rồi đó chính là điều mà cha ước mơ chúng con sẽ thực hiện cái tình khúc đêm Giáng sinh này gửi đến toàn thể quý vị trong buổi tối hôm nay. Vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều. Và ngoài ra thì mà anh chị em mình có ai có cái kỷ niệm gì với anh Thế Cường không ạ? Quý anh chị có thể chia sẻ một đôi chút không ạ? Dạ. Em, Ngọc. Chị Trinh là cái người hát nhiều nhất với anh Cường đây nè. Phải không chị? Trước khi mà có Covid đó là khoảng tháng 10, tháng 1 hay là tháng 10, đầu năm vừa rồi. Vâng. Là bên không quân họ có tổ chức là cái gì đó em? Đại hội của không quân. Yes, yeah. Thì trong đó là Tú Trinh với lại Thế Cường có song ca cái bài Đời Phi Công. Yes. Mà cái bài đó thì khi mà Tú Trinh với Thế Cường hát xong thì mấy anh trong ban chấp hành của không quân nói là hai đứa hát hay hơn ca sĩ ở trong YouTube. Chị nghĩ là chắc là vì tình thương mến nên là hai mấy anh khen như vậy thôi. Yeah. Nhưng mà thực sự cái bài đó thì hát rất là tình cảm, Trinh với Thế Cường hát. Yeah. Và Trinh cũng happy được hát với Thế Cường. Rồi sau đó là có những cái cuộc mà về Covid thì chúng mình không có sinh hoạt về văn nghệ được vâng, nữa. Yeah, vâng. Và thực sự là cái đêm
đêm trước mà nghe thấy cửa mất rồi. Nhưng cứ nghĩ rằng là chắc ai đó nói đùa. Thực sự là như vậy. Em bún rún. Những ngày hôm qua là Trang giống như người không có bình thường. Nên là Trang nghĩ là Trang nghĩ chúng con nhớ cầu nguyện cho Thế Cường. Và Trang nghĩ là qua cái tình khúc đêm Giáng sinh, bây giờ chúng con tiếp tục cái chương trình, chúng con hiểu không? Để mọi người chờ đợi. Và cái tin buồn đấy cha không phải để trong lòng. Cầu nguyện và dâng lên cho Chúa. Và bây giờ chúng con tiếp tục cái chương trình Tình khúc Giáng sinh. Một lần nữa, Merry Christmas and Happy New Year tất cả anh chị em trên toàn thế giới. Con xin thay mặt cho tất cả anh chị em ở đây, con xin kính chúc cha thật là nhiều sức khỏe. Chúc ban cho cha và luôn gìn giữ cha trong mọi nơi mọi lúc cha nhé. Cảm ơn chúng con. Cảm ơn chúng con. Merry Christmas chúng con. Thưa cha, cha chưa được đi đâu ạ. Tại vì hai chị em con sẽ hát một bài của cha. Vậy ạ. Ok, cho Trang ngồi đây cái ha. Cái này là dạ vâng ạ. Ok, Trang ngồi đây. Cái này là tụi con hai chị em nói với nhau. Chút xíu nữa bật mí cho Trang nghe. Dạ, sau đây Quyền Xuân và chị Tuyết Trinh sẽ cùng song ca một nhạc phẩm Lời Kinh Đêm Giáng Sinh, nhạc và lời sáng tác của cha Pô Chu Văn Chi. Xin kính mời quý vị cùng nghe. Chúa đến cho đời con tin yêu ươm mùa xuân.
vắng xót xa dã rời. Nhưng đêm nay Chúa đến tim con bừng sáng mến thương đầy vơi, đây bao la tình mến yêu thương nhỏ bé hiến dâng lên Ngài. Chúa, Chúa đến trong chân cảm ơn Quỳnh Xuân, cảm ơn teaching, chú con hát rất là tuyệt vời và tiếng hát của chú con rất là tuyệt vời. Cha cũng nhớ đến Việt Dũng đã hát cái bài này, chú con diễn tả tâm tình rất là hay. Cảm ơn chú con và qua cái bài hát này chúc chúng con mùa Giáng sinh và năm mới tràn đầy hồng ân và kính chúc một lần nữa quý vị Merry Christmas and Happy New Year. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Cảm ơn Trang rất nhiều. Dạ. Sao em có gì đó? Và chúng ta vừa nghe cái khúc Giáng sinh rất là hay của nhạc sĩ Phan Văn Chi. Cha ơi, cha khoan đi. Cha. Và cha ơi, con để chị Quỳnh Xuân và chúng con để bắt đầu cái những cái khúc Giáng sinh sôi động, chúng con xin mời cha cùng nâng ly với chúng con để chúc mừng Giáng sinh. Chúc mừng quý vị nha. Dạ, chúc mừng dạ. Tất cả quý vị. Rồi. Đủ chưa cả? 1, 2, 3 Cheers! And Merry Christmas! Con không uống rượu quen chưa? Chứ còn chúng mình để uống cho quý vị, uống cho quý vị nhé. Một lần nữa cho cha chúc mừng Giáng sinh và năm mới. Chúc chúng con thành công và gửi gắm đến quý vị tiếng hát của chúng con. Dạ, cảm ơn cha. Cảm ơn cha, cha. Nhiều. Dạ, con chào cha. Dạ, vâng. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe nhạc phẩm Lời Kinh Đêm Giáng Sinh vừa rồi của linh mục nhạc sĩ Chu Văn Chi, Paul Chu Văn Chi. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình với những ca khúc đầy ý nghĩa, đón nhận một Thiên Chúa hằng sống, Ngài luôn yêu thương và lo lắng cho con người từ thuở đời đời. Chính vì thế, Ngài sai con một của mình xuống thế gian, mang thân phận một hài nhi bé nhỏ, được sinh ra trong hang lửa hôi hám bẩn thỉu, với tâm tình đêm máng cỏ của nhạc sĩ Xuân Hân. Và ngay bây giờ, Ngài đang hiện diện song song với chúng ta trong mùa dịch Covid này, ở giữa sự co giãn vô tình của nhân loại. Trong ca khúc tuyệt vời sau đây, O Holy Night, tâm tình bên máng cỏ và cao cung lên với các giọng ca Quỳnh Xuân, Phúc Hưng và Phương Trang. Xin kính mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm đầu tiên, Tâm Tình Bên Máng Cỏ.
thế nhân đem thân chuộc lấy tội người. Chỉ vì nhận thế nên Chúa đã sinh ra mang phận người nhỏ bé, làm người giữa chốn chân ai. Ôi khi yêu con, người yêu con đã sinh ra xuống nơi chân gian mặc lấy. Xuân và Phương Trang xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Em ơi, cái bài này em hát, em thấy sao? Dạ, thật sự ra thì cái bài này anh Xuân Hân rất là hay. Và khi mà em hát là khi mà chị đưa bài cho em là lần đầu tiên em nhìn thấy cái bài này thì em rất là thích cái bài này. Em cũng có nhắn tin cho em nói trời bài này hay quá chị ơi. Và em rất là muốn hát cái bài này. Thì sau khi mà được hát cái bài này với chị thì em cảm thấy là giống như mình được giống như là nó được satisfy đó chị. Dạ. cái bài này dễ thương chứ hả? Dạ vâng. Cảm ơn em. Vâng, để tiếp tục chương trình, Quỳnh Xuân xin được gửi đến quý vị một nhạc phẩm O Holy Night, nhạc phẩm ngoại quốc, xin kính mời quý vị cùng nghe.
Xuân xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe Oh Holy Night. À, chị cảm ơn Phúc Hưng. Không, để bè phải không? Em bè phải không? Dạ, đúng rồi. Oh, amazing. Hay quá. Cảm ơn em nhiều. Hay quá chị Xuân ơi. This is talent, your talent. Thank you em. À, vâng, để không làm mất thời giờ của quý vị, Quỳnh Xuân xin kính mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Cao Cung Lên. À, nhạc và lời của Nguyễn Khắc Xuyên, nhạc của Hoài Đức, qua giọng ca của Phúc Hưng. Xin mời em. Thần Chúa hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang
vàng trong tuyết sương. Đàn ơi cứ rung những điệu reo rắt, hát khen con một Chúa Trời dày sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kính vua giáng trần. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính, Chúa con sinh ra trong mang cỏ hang lừa. Chúa là vua muôn nước suy phụng tôn kính, Chúa bao ngai vàng xin xuống trần đêm sương. Xin là em cũng nổi da gà hết, mà thật sự là hôm nay ngồi kế bên anh Hưng nghe anh Hưng hát là trời ơi, da gà có bao nhiêu nổi hết lên luôn ạ. Phê thiệt. Dạ. Anh em đang coi livestream này nè, sorry nãy giờ anh ngồi hát là em nghe cũng nổi da gà, nhưng mà em cũng đọc comment thì thật sự ra cũng có rất là nhiều người cảm ơn anh Hưng đã trình bày nhạc phẩm Bất Hủ này rất tâm tình và truyền cảm, cũng như là có một vài quý vị khán giả có nói là cảm ơn người hòa âm, có nghĩa là anh Xuân Hân đã hòa âm cho cái bài này rất là tuyệt vời, phải không quý vị? Dạ. Cảm ơn anh Hưng rất là nhiều. Chính xác luôn. Rồi một lời khi mà Hưng hát ấy, Trang, anh luôn những người anh cứ phải nhón lên chút, cái nhón lên chút. Và là cứ đã cái độ đã sướng nó cứ lên lên chút. Trời ơi, rất là cảm ơn Hưng, chị Xuân và Trang đã ba ca khúc đã thổi một cái làn hơi Giáng sinh đến tất cả mọi người. Và anh tin chắc rằng là
mọi người đã cảm thấy nóng nóng lên rồi, không khí Giáng sinh đang tràn ngập trong chúng ta rồi ha. Cảm ơn rất là nhiều, ba ca khúc về Giáng sinh rất là hay. Và để tiếp theo chương trình là phần hợp ca trong hai ca khúc. Ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tâm, lời của Trần Sĩ Tín và Vũ Khởi Phụng. Đó là ca khúc Quê Hương Thượng Đế. Và ca khúc thứ hai là một nhạc phẩm, nhạc của Thánh Alphonso, lời Việt của Hoàng Diệp. Đó là ca khúc Hội Nhạc Thiên Quốc. Để chuẩn bị cho chúng ta khi trở về với Thiên Chúa, quê hương thật của chúng ta là nơi không có chiến tranh, thù hận, ghen ghét, đố kỵ. Ở đó chỉ có tình yêu Thiên Chúa là bất diệt. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xem Chúa ta.
trẻ thơ trong khăn đặt trên má. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe nhạc phẩm vừa rồi, Quê hương Thượng Đế. Và tiếp sau đây xin kính mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Hội nhạc Thiên Quốc. Quỳnh Xuân và toàn thể quý anh chị
Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi những nhạc phẩm vừa rồi của chúng em. Vâng, để làm không làm mất thời giờ của quý vị, mời quý vị cùng lắng nghe ba ca khúc sau đây: Mary Did You Know, Mùa Sao Sáng, The Prayer, qua phần trình bày của Phúc Hưng, Phương Trang, Quỳnh Xuân và Tuyết Trinh. Xin kính mời quý vị cùng nghe. Cut water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know your baby boy who gave sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy who calmed the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm tiếp sau đây. Chị đang nghe em hát, nghe bạn em hát, quên cả sắp sửa là mình sắp sửa sẽ hát cái bài của mình. Thưa quý vị, sau đây tôi Trinh xin trình bày một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, nhạc phẩm Mùa Sao Sáng. Xin mời quý vị thưởng thức.
Đêm Noel Chúa sinh ra đời, Người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui. Quỳ lạy Mẹ Maria, lòng Mẹ từ bi bao la, tấu khúc nhạc lên xin ơn truyền ban cho nhà Nam. Từ mùa đông trước qua mùa đông tiếp theo sau này, người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thấm trên môi. Giặc tràn về quê hương tôi, giặc diệt niềm tin Kitô, lớp lớp đàn chiên quyết sang danh Chúa trên trời cao. Đêm nay tôi nhớ người chưa trở lại, chênh chênh mùa sao lạc loài, ôi những mùa sao lẻ đôi. Cho tôi thương nhớ mùa sao ngày nào, thương những mùa sao hồng đào, ôi những mùa sao cách xa. Một mùa đông giá, hang Bethlehem Chúa sinh ra đời. Một trời đầy sao, nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. Lạy Mẹ đồng trinh ban ơn, người Việt càng thương nhau hơn. Đất nước này đây, sáng đức tin Chúa trên trời cao. Quên không là biết là tới phiên của mình. Tự nhiên, nên... tự nhiên không sao, bởi vậy mới gọi là live stream. Tốt các em. Phải không ạ? Dạ. Đúng rồi chị. It's okay. It's okay darling. Cảm ơn chị rất là nhiều. Sư xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nhạc phẩm tiếp theo xin kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm The Prayer qua phần song ca của Phúc Hưng và Quyền Xuân. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Chị Xuân, ơi, chị hát em ép tim đau tim luôn này. Sorry em. Nghe đã phê. Em thấy có một số người comment là biểu khen là đôi song ca hát hay quá. Bài này thì nhiều người comment share khen quá trời luôn. Còn có người còn nói chị Xuân là Celine của Việt Nam đấy kìa. Trời ơi, nghe đã chưa? Ôi trời, con Quỳnh Xuân xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thật sự ra, chuẩn bị một cái chương trình thì có rất là nhiều việc phải lo. Vừa bồng em mà vừa phải xay lúa
Nếu mà không có các anh chị em mà phụ cho Quỳnh Xuân một tay thì Quỳnh Xuân cũng chẳng làm được gì đâu quý vị ơi. À, dạ thì hát được ngày hôm nay thật sự là trước khi chương trình á, tất cả mọi người ở đây, nhất là mấy anh chị em đây nè, chị ơi chị ngồi xuống đi, chị nghỉ đi để hơi mà hát chị ạ. À. Dạ vâng, Quỳnh Xuân xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và để tiếp theo chương trình, Quỳnh Xuân xin được giới thiệu phần tiếp theo sau đây. Trở lại với thời xa xưa, một buổi chiều nắng nhẹ, trong một bộ đồ quân phục cuối tuần, được nghỉ phép nhân ngày Noel về, để ngay đêm đó, người chiến binh tay trong tay với người yêu bé nhỏ cùng nhau bước vào thánh đường. Với tiếng chuông đổ dồn thật rộn rã đón Chúa Hài Đồng. Cũng như năm nay đã vắng bóng nơi khung trời xa lạ, khí hậu lạnh buốt, lời van xin thì thầm nhưng hoa tuyết vẫn đổ. Và tình rơi một mình lặng lẽ đón Chúa ra đời. Cũng trong khung trời xa lạ này, trong hang lửa lạnh lẽo, bé Hải Nhi ra đời, không hoa đèn, không trống, chỉ một ngôi sao sáng tỏa trên cao, chiếu xuyên qua giữa các bông tuyết đang rơi. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe những nhạc phẩm sau đây. Mùa đông năm ấy, lời con xin Chúa và mùa hoa tuyết. Xin kính mời quý vị cùng nghe. Nay ai thế cây mồ lá ngà và tuyết đâu rơi trên cánh không lá ngọn đồng phong kia muôn tình tu như ai hái từ quãng cao nơi nơi sáng ngời ánh sao răng mắt khoe ngàn sắc màu. Chợt nhớ ra ngày mùa hoa tuyết năm xưa đã về, ngày lễ Noel nơi đồn xa khó về thăm em, chạnh khơi thương nhớ em anh giữa mùa Giáng sinh, bơ vơ ngóng người chiến binh. Chắc em anh đang cầu xin, lạy Chúa cứu thế, non nước con ngàn dâu bể, chinh chiến lan tràn sơn khê, xin giúp con vượt bên mê, xin cho bao kẻ ra đi lại về. Vợ trẻ không hai lần đò, gầy trẻ không cha sầu lo. Lạy Chúa thương con, người yêu dấu không mòn tấc lòng. Khi dẫu xa nhau, nhưng niềm tin Chúa càng thâm sâu. Tình chung hai đứa mùa Giáng sinh, trung trinh gửi người chiến binh, tuy cách xa nhưng mà gần nhau. Thank you.
kiếng hôm qua, nay ai thế cây màu lá ngà. Và tuyết đâu rơi trên cành không lá ngọn đông phong. Kìa muôn tình tu như ai hái từ quãng cao, nơi nơi sáng người ánh sao, răng mắc khoe ngàn sắc màu. Chợt nhớ ra ngày mùa hoa tuyết năm xưa đã về, ngày lễ Noel nơi đồn xa khó về thăm em. Trạch khơi thương nhớ em anh giữa mùa Giáng sinh, bơ vơ ngóng người chiến binh, chắc em anh đang cầu xin. Lạy Chúa cứu thế, non nước con ngàn dầu bể, chinh chiến lan tràn sơn khê, xin giúp con vượt bên mê. Xin cho bao kẻ ra đi lại về, vợ trẻ không hai lần đò, bầy tre không cha sầu lo. Lạy Chúa thương con, người yêu dấu không mòn tức lòng. Khi dẫu xa nhau nhưng niềm tin Chúa càng thâm sâu. Tình chung hai đứa như hoa tết mùa Giáng sinh, chung chinh chiến binh, tuy cách xa nhưng mà gần nhau. Tình chung hai đứa như hoa tuyết mùa Giáng sinh, chung chinh gửi người chiến binh, tuy cách xa nhưng mà gần nhau. Để tiếp theo chương trình, Quỳnh Xuân xin được giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm kế tiếp theo, đó là bài Mùa Đông Năm Ấy qua phần trình bày của Phúc Hưng. Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời, mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, con hợp với thiên thần hòa vang câu hát. Mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương, sinh nhật từ ái sáng như công bình. Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng, mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng. Tìm hang bé lem những mùng đồng màu bướm, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần. Con hợp với mùng đông cùng thờ lạy Chúa,
nhật đấng uy linh sinh nhật ngày Chúa xuống ơn an lành. Xin được gửi đến quý vị nhạc phẩm Lời Con Xin Chúa. Xin kính mời quý vị cùng nghe. Chân đã vang lên bài thánh ca, mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta. Năm ấy không xa bây giờ, vào một mùa giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa. Nay mùa giáng sinh đã về Chúa, lòng còn như thấy thiếu đi niềm vui. Đi lễ năm xưa bên người, giờ nay chỉ có riêng con quỳ bên hàng đá lệ nói. Cầu xin ơn Chúa xót thương, thương nhà Việt Nam chinh chiến. Ngày đêm trông ngóng người yêu vắng xa, bao mùa giáng sinh vẫn một mối tình. Cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con, ban xuống cho con phước lành, hòa bình thay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh.
mùa Giáng sinh đã về Chúa ơi. Lòng con như thấy thiếu đi niềm vui, đi lễ năm xưa bên người, giờ này chỉ có riêng con quỳ bên hàng đá lệ nói, cầu xin ơn Chúa xót thương, thương nhà Việt Nam chinh chiến thề lương. Lòng con sao mãi vẫn vương, ngày đêm trong ngóng người yêu vắng xa. Bao mùa Giáng sinh vẫn một mối tình, cầu xin ơn Chúa chớ chẳng cho lòng con, ban xuống cho con phước lành, hòa bình thay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh. Ban xuống cho con phước lành, hòa bình thay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm. Màu xanh. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Em xin cảm ơn anh Trần Lộc đánh đàn, đệm đàn cho tụi em hay lắm anh Lộc. Cảm ơn anh. Dạ. À, để tiếp theo chương trình là một phần để tiếp nối chương trình. Sau đây Quý Xuân xin được giới thiệu một đêm trời đất giao hòa, tất cả như ngưng động để tâm hồn sâu lắng tận đáy lòng. Trong đêm tối thanh vắng như nín thở, một ngôi hai Thiên Chúa xuống sống giữa chúng ta. Bầu trời như bừng sáng để đón con Chúa ra đời. Sau đây xin kính mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Đêm Thánh Vô Cùng qua phần trình bày hợp ca của chúng em. Xin cảm ơn quý vị. Chúa
Feliz La Vida và Chúc Mừng Giáng Sinh, cũng như nhạc phẩm Mary's Boy Child. Xin kính mời quý vị cùng nghe phần liên khúc sau đây. Hay là mấy anh chị em mình đứng lên đi nhỉ? Chúc an lành cùng mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành còn nụ cười, hãy cất tiếng hát xua đi mọi buồn phiền và những lo âu. Mừng Giáng sinh, ngàn tiếng ca hát vang, mừng Giáng sinh tưng bừng, cùng chúc cho mỗi người cuộc sống ấm no quên bao nhiêu nhọc nhằn, cùng nắm tay hát vang. Ngày Giáng sinh an lành, cùng chung cho mỗi người hạnh phúc với nhau trong yêu thương dạt dào. Hãy cất tiếng hát chúc an lành cùng mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành và nụ cười, hãy cất tiếng hát xua đi mọi buồn phiền và những lo âu. Mừng Giáng sinh. Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, on Christmas Day. When shepherds watch their flocks by night, they see the bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Come now, hear the angels sing, a king was born today. A man will live because of Christmas Day. Kính thưa quý vị, bài hát vui nhộn đón mừng Giáng sinh cứu thế đã kết thúc chương trình livestream nhạc tình khúc Giáng sinh ngày hôm nay của chúng em. Ước mong hơn một tiếng đồng hồ đã đem lại cho quý vị những giây phút êm đềm thoải mái bên cạnh người thân yêu để đón Chúa hài đồng. Chúng em nhóm bé nhỏ cùng toàn thể ban kỹ thuật xin chân thành tri ân, cảm tạ quý cha và toàn thể quý vị đã lắng nghe và ủng hộ cho chúng em. Quỳnh Xuân xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Xin cảm ơn. Hey! Merry Christmas! Christmas! And Happy New Year!
chúc an lành cùng mọi người. Hãy cất tiếng hát chúc an lành và nụ cười. Hãy cất tiếng hát xua đi mọi buồn phiền với những lo âu. Mừng Giáng sinh là tiếng ca hát vang. Mừng Giáng sinh ấm mừng. Cầu chúc cho mỗi người cuộc sống ấm no quên ta nhiều nhọc nhằn. Cùng nắm tay hát vang. Ngày Giáng sinh an lành. Cùng chúc cho mỗi người hạnh phúc với nhau trong yêu thương dạt dào. Hãy cất tiếng hát chúc an lành cùng mọi người. Hãy cất tiếng hát chúc an lành và nụ cười. Hãy cất tiếng hát xua đi mọi bất tiện với những âu lo. Mừng Giáng sinh. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Quỳnh Sơn xin cảm ơn quý vị rất nhiều một lần nữa. Xin kính chúc quý vị một buổi tối thật là an lành. Và xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật hạnh phúc, êm đềm bên gia đình yêu dấu. Quỳnh Xuân xin trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Good night everyone. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, help yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Through the years we are, we'll be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough and help yourself. So hang a shining star.
yourself a merry little Christmas now. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, help yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Through the years we are, we'll be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough and help yourself. A merry little Christmas.